Ê, bạn muốn gì? Cho kẹo hay bị dẹo? Mừng. Đưa kẹo đây. Tiếc. Cảm ơn. Sô-cô-la. Tôi không cần những viên kẹo này nữa đâu. Cảm ơn. Tạm biệt. Stacy, bạn ở đâu rồi?
Ồ, thật ngọt ngào. Ba, đừng có ăn mà. Hả? Hả? Hoàng hô! Dứt hết vào giỏ rác đi. Hãy đi và tự nấu ăn thật ngon nào.